Khang ô tô xin kính chào tất cả quý vị anh chị, quý bà con, cô bác cùng toàn thể mọi người. Chúc mừng quý vị anh chị là một mẫu xe khởi nghiệp cho anh em nào có cửa tiền anh quanh khoảng 16 thôi. Đây, 160 triệu anh em sẽ mua được xe gì? Thì đây chỉ là một mẫu xe rất là phù hợp cho anh em khởi nghiệp nhé. Làm taxi dịch vụ cũng được, làm xe gia đình cũng được, hợp lý. Đời 2009, mẫu Hyundai Elantra. Đấy, form dáng thì đẹp, rộng rãi, nội thất khá là đẹp, được cái biển Hà Nội tên tư nhân. Là biển Hà Nội cũng không cũng rất là đẹp luôn, không quá xấu mà đẹp. Về form dáng thì trông sạch sẽ, không biết nó có đâm đụng gì không. Chúng ta cùng nhau đi vào khám phá một mẫu xe đời 2009 với cửa tiền 160 các bác nhé. Chính xác thì khả năng đang để đến biết 168 củ, nhưng mà anh em nào còn quan tâm thì em còn bớt, còn nục ná, còn bắt rút hồ sơ cho các bà con. Anh em cảm thấy hợp lý thì anh em đến cửa hàng liên hệ khả năng ô tô nhé. Đây các bác nhìn không, form dáng thì đẹp, rộng rãi. Dòng này Elantra là rộng rãi nhất cái thời ngày xưa rồi, nó rộng hơn con Vios và rộng hơn con Accent. Đây là Elantra, nó là phân khúc C đấy, nhưng mà giá rất hợp lý thôi. 30F11699. Đấy, chiếc xe này thì đã về bên cửa hàng em khoảng một tuần rồi, nhưng mà em chưa lên sóng. Nhiều anh em quay qua thôi, anh em đang hỏi nhiều thì em xin phép được lên sóng báo giá cho bà con. Về form dáng thì sơn xi sạch sẽ, không có cái gì mà phải bên ngoài có phải nhìn vào, không cần phải làm gì thêm cả. Rất hợp lý, cửa tiền nó hợp lý nhé. Kia Accent 1 vạn kia, mấy anh em 1 vạn chuẩn mà mấy anh em cứ cãi nhau om lên. Có bảo là có cái L mà thế nọ thế kia mà 1 vạn 400 nghìn thì tua về 1 vạn được ngay. Nhưng mà thực tế các bác nhá, em đính chính cho bà con thôi, 400 nghìn không bao giờ tua được, mà em chỉ tua mất 200 nghìn thôi là tua đồng hồ về 1 vạn theo ý mình được. Tất cả những mẫu xe nhà em, có những chiếc thì đời cao thì người ta lấy 400, còn đời thấp như kia, những con xe mà nó phân khúc B như kia, người ta chỉ lấy 200 nghìn thôi là người ta tua về 1 vạn được các bạn. Nhưng mà em tua làm cái gì đâu mà chẳng tua, nó chuẩn mà, 4 cô lốp theo xe mà. Thì em quay phục vụ cho bà con. Đấy, con đấy thì 1 vạn xịn, nhưng mà nó bị nhốt mất hơn 1 năm vì nó bị nợ ngân hàng. Đấy, chính vì thế đợt này nó mới giải ngân được, ngân hàng nó bán ra thì em mới mua được. Chứ còn nếu đúng đà nhé, con đấy đi đúng 1 vạn xịn, 1 vạn mốt xịn ấy, 1 vạn mốt xịn luôn. Xe đẹp. Còn đây anh em này, con này thì đồng hồ là 15 vạn nhưng mà thực tế nó phải tầm 30 nhỉ. 25 đến 30 vạn là chuyện bình thường. Có thể hơn. Đấy, không quan tâm. Quan tâm là hiện tại là xe còn khá là ok, máy nằm rồi. Nội thất sạch sẽ, nổ máy ngon, điều hòa mát, anh em chạy dịch vụ vẫn khá là ok. Thế thôi, chứ còn nếu mà đẹp thì anh em phải mua nhiều tiền hơn. Còn lại em thì nói thật, sự thật thì hay mất lòng, mà được không được lòng nhiều người thì không, nhưng mà mất lòng trước được lòng sau nó buồn lắm, đúng không? Mình cứ thẳng nói thẳng như thế thì nó nói thẳng nói thật có khi anh em lại quý, còn nếu mà cứ nói bóng nói gió hoặc nói rước lên thì người ta lại ghét. Như hôm qua em nói con này 1 vạn mà anh em nói em quá cả. Tí em quay cho bà con để bà con xem có đúng không. Thì đây là cái phần tập trung vào nhân vật chính, thì con này động cơ 1.6 nhé, Elantra mà 1.6 thì nó tiêu hao tầm khoảng 6 lít xăng cũ rồi, nó tầm khoảng 6 lít rưỡi cho anh em nó cân đối. Hợp lý thì anh em mua, không hợp lý thì anh em chuyển con xe khác. Chứ lợi sâu thì 1.6 đi thì nó mới ngon được, đầm chắc và khỏe, bốc máy lắm. Con này được trang bị thêm cả đa năng đúc rồi, biển Hà Nội tên tư nhân, có ba rút hồ sơ, anh em không rút hồ sơ giảm tiền. Đấy, anh quanh chỉ 1.6 thôi, còn giảm, còn bớt, còn nộp ná nếu anh em liên hệ trực tiếp với Khả Năng Ô Tô nhé. Phải sơn xi bên ngoài không phải làm gì cả, form dáng còn khá đẹp, có ốp đen, có thêm một số cái vệt nhìn không khá là thể thao. Còn đâm đụng hay không kiểm tra luôn xem nào. Đầu tiên mở ra thì cánh cửa hơi nặng một chút, có thể là hơi bả một tí ma tít rồi. Xem nào, cánh này sao? Không phải đâu, nó hơi chắc tay thôi chứ không phải là đâm đụng đâu. Khá đẹp nhưng mà chắc là có bả rồi, chỗ này hơi có tí bả rồi. Xe cũ thì làm lại sơn thì người ta sẽ bả lại nhá. Còn nội thất đây, chỗ này thì hơi trơn hơi bóng một tí, chắc là có dịch vụ ngày xưa rồi, đúng không? Chắc chạy taxi rồi, ngày xưa dòng này chắc là chạy taxi nhá. Đấy, nói như thế anh em đã tin chưa, sướng chưa? Đấy, về nội thất thì đây có thêm cái áo ghế nhìn trông rất là diêm dúa, bất rạng được. Cái này theo em thì nên bỏ ra cho đẹp, ngồi này gì cho nó tức người thôi nhỉ. Xin phép anh em rất luôn. Nhìn ngứa cả mắt. Em nhìn cái này cho em ngứa mắt em biết. Này, áo này, nhìn ngứa cả mắt. Rồi ok, đấy, khá là đẹp. Nội thất còn khá là tươm tất đấy các bác nhé. Anh em bỏ này ra thì cũng được, đấy vẫn được. Vô lăng thì khâu da đẹp luôn, nhưng vô lăng này thì làm lại rồi nó mới đẹp như này. Còn lại cái mặt còi này dán da, nhìn khá là sạch sẽ. Đấy, củ số đẹp, có màn hình Android. Đấy, nó một lợi thế rồi. Quý vị anh chị mua xe cũ thì một số những option nó có sẵn thì mình không phải làm, còn nếu mà chưa có sẵn thì mình làm thêm. Nên không, cái này nó không theo xe nên không đòi hỏi được. Đấy, nội thất thì ghế da bọc đẹp. Đấy, trần da. Xe cũ con này anh em chạy dịch vụ thì nó khởi nghiệp thì ok, còn nếu mà
Còn nếu mà anh em mà mua về mà đi gia đình thì cũng đi ít thì cũng ok đấy. Nhưng mà dịch vụ thì anh em chịu khó châm dầu, châm nước, kiểm tra thường xuyên dầu nước vào thì nó ngon. Chứ còn nếu mà anh em cứ mua về mà không phải sửa thì không phải là xe cũ nữa các bác nhé. Đời sâu như này anh em cứ phải chịu khó kiểm tra xe cộ cho nó ngon này. Đằng sau thì khá đẹp, sạch sẽ, rộng rãi. Nếu mà phân khúc C thì con này nó rộng hơn Vios và Accent rất là nhiều, đời sâu rất là nhiều. Mấy con Vios phong cũ cái thứ thì làm sao ăn con này được, con này ngon hơn nhiều anh em ạ. Con này đi tầm khoảng 6 lít xăng trên 100 km, đến 7 lít tùy theo anh em đi. Cũng có thì đến 8 lít ở trong phố, 8 lít thì hiếm lắm, 1.6 mà. 1.6 nó đẹp lắm, đẹp phải trẻ lắm các bác. Đó. Đây, giờ thì em sẽ để đổ máy chiếc xe này cho anh em cùng ngắm nghía cho nó có ngon hay không nhé. Đấy, tiếng máy đề cũng rất là chắc và chất. Nói chung là 1.6 thì cũng không được lựa chọn nhiều. Nọ có con màu bạc thì em để cho anh em hưng yên rồi. Hôm nay con màu đen này mới về thì em xin phép quay phục vụ cho bà con. Đấy, tai nạn nặng thì chắc là không đâu, nên là chỉ có sức sát và quẹt rồi sơn xi lại thôi. Còn khá là đẹp, màn hình Android luôn, cam đùi. Màn hình cam đùi đầy đủ hết rồi, full option, full đồ. Đấy, này vô lăng đẹp này, vô lăng khâu da nhìn thích thật. Này, lúc nào ông khâu cái vô lăng đẹp thế. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ nhé. Khoang máy động cơ thì dòng này động cơ 1.6 thì nó sẽ tiêu hao. Đấy, này máy móc đây, anh em xem, máy nổ êm, con này máy nổ êm luôn. Chết rồi, hơi chật. Con này nó hay bị gãy mất cái nó bị rơi mất cái gì nhỉ? Thì mở cốp này. Đấy rồi, khoang máy của anh em đây. Mưa về đây là cái ui đi này, bẩn này. Cái này là cái gì ạ? Cái này là dây cu loa nó đi vào đường bẩn nó bắn lên đây. À, không sao cả anh em ạ, cái này không sao. Quan trọng là chất xe thôi. Máy nổ êm lắm, khá là sạch sẽ các bác nhé, không chảy dầu chảy nhớt gì cả. Nhưng mà hơi bẩn là do là anh em chưa rửa khoang máy thôi, mà không nên rửa. Cái này nên lau qua một chút thôi. Ông nào cẩn thận thì người ta sẽ lau chùi bằng rẻ khô ấy, rẻ ướt xong rẻ khô lau là tốt. Còn đâm đụng thì chắc là không đâu anh em nhé, không đâm đụng nhé. Cái này nó hơi bẩn, nhìn nó hơi khó, nhưng mà nó dòng này nó thật là con là 1.6 rồi. Đấy, còn này keo chỉ cabo thì không biết thế nào nhỉ. Lỗ rất là tròn, nên người ta bọc mất cái miếng dán này rồi, nên đâm không nhìn nó không rõ. Nhưng mà em thấy là lỗ rất là tròn và đều nhé. Nói chung là đây này, đây có miếng bả rơi ra, anh em nhìn này, có miếng bả rơi ra rồi này. Đây, có sơn lại rồi nhé, cái này nằm trong có sơn lại tí rồi, chắc là va tí tai này, nhưng mà không sao, đèn thay mới rồi. Đây tai, đây tai vẫn xương tai thì vẫn còn nguyên đây. Nói chung là nó chỉ bả lại một tí thôi, sạch sẽ, máy nổ êm ngon. Đấy, điều hòa mát, nội thất đẹp, sạch sẽ này, anh em mua cửa tiền 160 triệu thì em thấy là hợp lý anh em bác nhé. Vừa đăng kiểm xong tháng 9 năm 2023. Dòng này giờ đăng kiểm 1 năm 1 lần các bác nhé. Dòng này đăng kiểm 1 năm 1 lần rồi. Ngày trước là chỉ 6 tháng thôi. Đợt này sẽ giờ đi là sẽ được 1 năm 1 lần. Đến 6 năm nữa cơ. Đấy, rất là hợp lý cho anh em nào chạy dịch vụ. Khả năng ô tô trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rất mong quý khán giả có một ngày nào đó đi qua trực tiếp cửa hàng xem xe và liên hệ Khả năng ô tô. Khả năng trân trọng cảm ơn mọi người và hẹn mọi người trong video clip tiếp theo.